Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Hôm nay mình xin được giới thiệu anh em một cái cao phục của Future Nail anh em ơi. Đây, Future Nail thì bình thường thì Future Nail thì mình về rất là nhiều. Nhưng mà cái đấy là hôm nay thì mình về được một cặp hàng theo xe luôn anh em. Rất là đẹp, hàng theo xe này chính tay mình gỡ trên xe xuống luôn. Rất là xuất sắc luôn anh em. Để anh em hiện thấy cái hình thức của nó này. Em nhìn chân phục này, thấy ghê chưa? Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cặp này thì bình thường mình bán với giá là 550 đến 600, tại cặp này rất là đẹp. Thì hôm nay mình bán giá sale cho anh em luôn, 450 nha anh em. Đó, anh em nào có duy nhất một cặp thôi. À, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem luôn, cái lò xo đó anh em thấy không? Đó, quá là đẹp luôn, xuất sắc bóng loáng luôn anh em. Còn cái ti này thì khỏi chê rồi nha anh em, rất là êm luôn. Đó. Phục là phục zin thì ở đây nó sẽ có cái mã này anh em, để mình quay chi tiết cho anh em xem nhá. Đó, cái chữ gì đây này mình cũng không để ý, nó số 11 đây. Đó, có một cái mã kế bên K KTL hay gì đấy cũng không không để ý nữa. Đó, rất là đẹp nha anh em. Thì anh em chúng ta khi mà chúng ta mua cái phụ này, chúng ta chủ yếu chúng ta sẽ coi cái ti của nó còn zin không, cũng như là nó còn hơi không, nghĩa là khi anh em đè xuống á, anh em sẽ nghe có cái tiếng tiếng dầu của anh em, tiếng dầu ở trong mà nó vẫn còn hơi ra, vẫn còn căng, chưa bị phục hồi ha. Và coi chân nó xem là nó có phải là phụ zin không. Phụ zin thì chân nó sẽ là chân zin, lò xo nhìn cái nước xi của nó rất là đẹp nha anh em. Còn phụ lô, cái nước xi của cái lò xo này nhìn nó ghê lắm, nhìn nó xài một thời gian là nó bong chóc, nhìn nó gớm lắm đó. Đầu ở trên này nó sẽ có hơi mạ vàng, xi màu vàng một tí nha anh em, rất đẹp, xi 7 màu đó. Thì cặp này là bao êm cho anh em luôn nha, anh em mua về chở hàng cũng được, mua về gắn xe kiểu cũng được. Cặp này là anh em là có future hay là rim gì đấy, chúng ta mua về quay cũng được nha anh em, mua về dọn kiểu rất đẹp nha, tại vì cặp này hình thức còn rất là tốt đó. Thì báo giá lại với anh em là cặp này 450, anh em nào có nhu cầu thể hiện liên hệ mình nha, có một cặp duy nhất thôi. Thì số điện thoại của mình là 0915 434 973, địa chỉ số 49-1 đường TL51, phường Hạ Lộc, quận 12 anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, nếu anh em thấy clip này hay thì khẽ ấn đăng ký kênh của mình nha. Rồi, tạm biệt anh em.